Xin được kính chào quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với eWay 301. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký và nút chuông thông báo để nhận thêm những video clip mỗi ngày. Và như đã thông báo từ trước, hiện nay chúng tôi đang chuyển đến địa chỉ mới khang trang hơn. Và trong quá trình chuyển đến địa chỉ mới còn khá nhiều việc còn đang dang dở. Ngay cả anh em thấy cái shop dán tường, shop tiêu âm chúng tôi vẫn còn chưa thực hiện được. Nên là quý vị nghe giọng của tôi trong phòng nó hơi bị vọng một chút nhé. Và tuy rằng bận bịu như vậy nhưng mà anh em yêu cầu quá nhiều, nên tôi phải nhanh chóng thực hiện cái video, đó là test và quay chi tiết cái cặp loa nghe nhạc chuyên sâu cho anh em. Đây là dòng loa nghe nhạc dành cho những người có đôi tai vàng. Đây là cặp loa Dali Phantom của hãng Gemma. Đây, xin phép điều chỉnh góc quay để anh em xem cái chi tiết hơn nhé. Đây, anh em nhìn hướng này. Đấy, cặp loa này, cặp loa đứng sàn, cao 1m2 anh em nhé, cao 1m2. Và nó hơi ngả ra phía sau một chút, khoảng 5 độ, rất là điệu đà. Đấy, anh em nhìn từ dưới nhìn lên này. Ở dưới này có một cái tầng ngăn cách giữa tầng đế giảm rung chấn với cả thân loa. Phía trên hơi vát lên này. À, sẽ tiến lại gần cho anh em xem chi tiết này. Ở dưới này là cái logo của hãng Gemma này. Đặc biệt đập vào mắt chúng ta là hai cái củ loa, một bass 20, ở trên là củ mid bass 20. Đặc biệt là sử dụng một chép đo và một chép mảnh ở trên cùng. Với cái cấu hình như thế này cùng với cái sự cộng hưởng của thùng, chắc chắn nó sẽ tỏa ra cái âm thanh nó rất là rộng, nó sẽ phủ kín căn phòng của chúng ta, âm thanh rất là đậm đặc. Và lưu ý rằng đây là dòng loa nghe nhạc chuyên sâu nhá, anh em không để hát karaoke, lưu ý với anh em như vậy. Và chỉ những cái dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp như thế này nó mới thể hiện được hết cái hay cái đẹp của bài hát, và đặc biệt là cái sự tinh tế ở trong đó. Nếu như quý vị setup chuẩn, quý vị sẽ cảm nhận được cái âm hình rất là chính xác nhé. Quý vị nhắm mắt lại có thể cảm nhận được cái vị trí của ca sĩ đứng hát, vị trí của anh thổi saxophone đấy, vị trí của chị đang thổi sáo ở phía sau, hay là một anh đang đánh trống đấy, rất là hay. Cảm giác như chúng ta đang ngồi hát, đang ngồi nghe tại một cái phòng hát. Và nhìn bên ngoài rất là, nhìn tổng quan thì rất là hoàn thiện. Quý vị nhìn gần này, nhìn gần thì từng cái đường nét rất là tinh tế và tỉ mỉ rồi. Cao 1m2 và chiều sâu 51cm anh em nhé. Chiều ngang là khoảng 32cm. Chiều ngang cao 1m2 và nặng đến 48kg anh em nhé, 48kg một loa. Tức là phải 3 người có thể lực khỏe thì mới có thể lưng được cái một chiếc loa này. Và cái trọng lượng nó nặng như vậy chứng tỏ cái kết cấu, cái linh kiện bên trong nó rất là khủng và gấu cái sự dày dặn của các thùng vách. Cặp này, đây, lỗ thông hơi ở phía sau, cho anh em xem này. Lỗ thông hơi ở phía sau. Trở kháng 5 ôm, công suất 50 đến 250W. Đó. Thông số sẽ để phía sau nhá. Rất dễ dàng phối ghép âm ly, quý vị có thể ghép được tất cả các dòng âm ly nội địa. Có trở kháng rộng từ 4 đến 16 ôm. Rồi, sẽ test quý vị nghe nhá. Quý vị cảm nhận giải chép rất là lung linh. Cho dù tôi để nhỏ nhưng mà tiếng bass rất là sâu, tiếng bass đánh rất là uy lực. Những ngày thứ nhập ngũ, anh hay dẫn em về vùng ngoại ô có bóng. Ở
khi trong giấc mộng mỗi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Quý vị cảm nhận âm thanh rất là trung thực. Xin em chớ đi lại vùng tình yêu bảy nhân gian, để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần. Ngủ trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả người. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.